Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Các dự án IDO đến từ những nền tảng uy và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch Lấy các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký Cùng để liên tục những dự mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em Thế các bạn, vào ít phút trước thì mình có chia sẻ với anh em kèo tiền tươi lớn đến từ nền tảng Bailon Thông qua kèo này thì anh em nhận được rất rất nhiều các loại token khác nhau à, Có tới 6 loại token trong à, trong chỉ lân lân này và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể là chuyển đổi những cái token đó sang USDT hoặc là sang BNB để chúng ta có thể bán nó ở trên nền tảng Binance nhé Ờ à, trước tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em thao tác lên Khi anh em mà à, nhận được token thành công ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái mail thông báo những cái uh, voucher các bạn sẽ nhận được. Đấy, thế anh em bây giờ chúng ta chỉ cần là mở vào Binance thôi. Mà mở vai nền chúng ta ấn vào phần avatar trên cùng bên tay trái chọn vào phần reward center thì các bạn sẽ thấy được là những cái uh, voucher mà các bạn có thể claim ở đây nó sẽ hiển thị trong đây cho anh em nhé chưa bây giờ các bạn sẽ ấn vào nút redeem để chúng ta claim này redeem này claim tiếp này Đó, chúng ta cứ lần lượt chúng ta claim thôi Đó, có 6 loại voucher các bạn sẽ được claim khi các bạn hoàn thành đủ các cái câu hỏi quiz. bây giờ chúng ta có thể là check ở trong số dư các bạn thấy đó. Nó lên tới được 10 đô luôn. Ngon chưa? Đấy, các bạn nhìn lại gu này. Podcast starter này. Đấy, rồi chúng ta có ANKL Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thao tác là Convert Số dư nhỏ Các bạn nhìn thấy Convert uh, Smart Asset chưa Ấn vào đây này Chúng ta sẽ chuyển đổi số dư nhỏ sang uh, BNB Đấy các bạn cứ chuyển hết những cái số dư nhỏ này sang BNB cho mình Chúng ta sẽ convert sang được tương đối nhiều đấy anh em nhé phải được cỡ khoảng 10 đô đó Đó. sau khi chúng ta convert xong ấy thì như mình thì chắc chắn là mình đã đủ cái lượng bnb có thể chuyển sang usdt rồi nhưng em không đủ thì em thể vào phần hôm này ở đây chúng ta vào phần More nó có một cái tính năng là swap farming ta chọn vào tính năng này thì bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp này chọn bnb này phía dưới chúng ta chọn usdt này nếu các bạn chỉ muốn chuyển usdt các bạn sử dụng cái có thể sử dụng cái, cái tính năng này Nó sẽ hiện ra cho chúng ta mà chúng ta được bao nhiêu này còn ta sẽ vào nút swap để người ta chuyển đổi sang Đó, Rất là nhanh chóng Mà các bạn không cần phải lo người ta đủ min chay hay không nhé Đây là một cái tính năng ở trên Binance Mà hỗ trợ rất là tốt, tốt cho anh em thì với anh em một số dư nhỏ Ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau uh, Cờ lên uh, các cái token ở uh, Trong cái dự án lên lên tiền uh, tươi lên hơn đến từ uh, nền tảng Binance Hy vọng đối với video bổ sung này Thì anh em sẽ ăn được kèo ngon hơn Và dễ ăn kèo hơn đúng không ạ À, và anh em đừng quên báo những tin vui cho mình thông qua những cái phần bình luận phía dưới mô tả video cũng như ở dưới các bạn đăng ram liên quan đến dự án này. Bây giờ thì mình xin nói lời chào và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.